Con có quen một số người đến ngày rằm mùng 1 họ thường ăn chay và con nghĩ những ngày đó họ thọ bát quan sẽ tốt hơn. Con muốn khuyên họ như vậy có đúng hay không? Thì khuyên như vậy là đúng rồi. Ha? Khuyên như vậy là đúng. Tại vì bản thân cái chuyện ăn ấy, nó không có giải quyết được vấn đề. Mà chúng sanh ấy, thường thích những cái gì đó mà nó dễ dễ làm, để cái chuyện ăn nó dễ lắm ha. Mua cái bó rau, mua cái miếng đậu hũ thì nó dễ hơn vô số lần cái chuyện mà tôi phải giữ giới. Ngày hôm nay tôi không sát sanh, không trộm cắp, không tà, không hành dâm, không nói dối, không uống rượu, không có nghĩa là bao gồm luôn cả cái chuyện là không có gần gũi nam nữ, nam nữ không có gần gũi ha. Rồi bao gồm luôn cả chuyện là không có ăn sái giờ, có nghĩa là từ mặt trời đứng bóng cho tới ngày sáng ngày hôm sau tôi không ăn gì nữa hết, nó khó à. Rồi luôn cả cái chuyện là không có nghe ca nhạc đó, không có xem ca nhạc, không có xem phim, không xem các tiết mục giải trí nói chung, bao gồm luôn cả đọc truyện, đọc tranh, đọc sách, đọc báo đó. Rồi luôn cả cái chuyện là không có trang điểm, không có tắm nước thơm đó. Rồi những cái chuyện đó nó khó gấp chục lần, nó khó gấp trăm lần, nó khó gấp ngàn gấp tỷ lần cái chuyện mà mình chỉ đơn giản là mình mua miếng đậu hũ về mình ăn. Cho nên muốn tạo phước, muốn tu thì phải nói là nó khó hơn rất là nhiều. Mà xin thưa, nó chỉ là mới cái chuyện giữ giới thôi. Từ ngày hôm đó nếu mà tu tập Bát Quan Trai mà đúng nghĩa đó, ngày hôm đó là phải tu tập 6 cái đề mục tùy niệm: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiên, hoặc tu tập tâm từ, hoặc tu tập tứ niệm xứ. Có nghĩa là ngày hôm đó chúng ta phải giữ chánh niệm 100% suốt 24 giờ đồng hồ. Nó khó gấp tỷ lần cái chuyện là mình chỉ đơn giản là mình mua miếng đậu hũ về mình ăn. Mà chúng sanh á thì thích cái chuyện gì nó dễ đó. Thích cái chuyện gì mà không phải bỏ nhiều công sức mà nó vẫn có phước. Thì xin thưa là cái chuyện mà quý vị ăn chay nó không có phước khỉ khô gì hết trơn ha. Tại vì đơn giản là nó chỉ là ăn uống thôi. Đó. Mà ngày hôm đó mà chúng ta tu tập Bát Quan Trai đó thì phước nó hơn rất là nhiều. Nhớ như vậy. Rồi thôi, mặc